loa BMB có chất âm tuyệt vời luôn các bác nhá. Đây là mã BMB hay hơn rất nhiều mã BMB khác. Nó hay hơn ở chỗ nào? Là nó khép âm ly rất dễ với BMB 450C. Và cái âm sắc, cái quan trọng nhất là âm sắc của cái BMB 450C này, nó trong, nó rõ hơn rất nhiều so với những đôi BMB còn lại. Cửa hàng không muốn nhắc tên ra. Đấy, nói vậy để anh em nắm được cái dòng BMB 450C này nó như thế nào. Và cái dòng này nó có thiết kế loa đẹp, rất đẹp luôn. Một bát 25 và hai loa chép, nam châm kép cả bát cả chép các bác nhá. Công suất tối đa chịu tải một loa là 500W, loa 8 ohm. Cái dòng này anh em ghép âm ly nghe nhạc được, ghép âm ly 203 được, ghép cục đẩy nhận cũng được. Đấy, ghép con âm ly nghe nhạc nghe hay luôn. Nó không chén âm ly hoặc cục đẩy. Dòng này thì bao anh em là nghe nhạc và hát karaoke hay. Hàng bao zin luôn, hàng xịn của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc với những dòng BMB này các bác nhá. Hàng chính hãng, công ty đặt tại Trung Quốc. Chơi những dòng loa này là anh em phải hiểu.